Sóc Hàng Nhật xin chào các bác. Em vừa về được một cái chiếc máy pha cà phê gần như là mới tinh các bác nhé. Nguyên hộp chắc là chưa sử dụng đâu, vẫn còn nguyên hộp đấy. Đấy. Hàng để nguyên hộp chưa sử dụng, vẫn còn mới tinh. Bác nào hay uống cà phê thì các bác sắm lấy một em máy pha cà phê này, hộp nước mới tinh thôi nhé. Đấy. Sự em cũng chả biết sử dụng nó như thế nào. Biết là đây mình cũng nghiên cứu sơ qua là thứ nhất, đây là cái bình này là bình... Mình cho nước vào các bạn này. Mình các bác đổ nước vào đây nhé. Đấy. Cái chỗ này mở ra này là mình rút cái này ra, mình cho cà phê vào đây này. Đóng lại. Ở đây có các cái mức chỉnh là nước nhiều nước hay ít nước này. Ít nước, nhiều nước này. Yeah. Thế thôi. Còn khay này là cái khay để đựng này, có 3 mức chỉnh cao thấp theo từng loại ly khác nhau. Mà có để dưới này để luôn này. Đấy, ta từng loại ly khác nhau nhé. Hoặc là cài lên đây, hoặc là cài lên đây. Đấy, cài lên đây. Đấy, 3 mức cài khác nhau. Đấy, khi dùng thì em thấy có vạch xanh, vạch đỏ này, khả năng là vạch đỏ này là bật nguồn này các bạn này. Bật nguồn nhé, vạch đỏ này là chắc là nước, cà phê nóng. Phải đổ nước vào đây, em vừa đổ nước đi rồi. Đấy, đổ gạt cái này nó bắt đầu là máy nó chạy đấy. 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 Mở lại ra thôi. Gạt này, hai cái chiều gạt. Ở đây, đây nó gạt đây này, các bạn này. Đấy, nó chạy đấy. Đấy. Thì chạy đây. Chạy xong thì nó tắt. Đấy. Đấy bên này. Các bác nghe thì nó chạy chưa? Đấy. Con máy nguyên hộp các bác nhá. Sách hướng dẫn sử dụng thì đầy đủ này. Cái này em bán là 1,5 triệu nhé, bác nào lấy thì các bác liên hệ. Để chạy điện 100V đấy, hàng Nhật nội địa. Hàng Nhật nội địa các bác nhé, gần như mới tinh luôn đấy. Thông số ghi sau đầy đủ. Tem mác đầy đủ. Gần như mới. Chưa, chắc là chưa pha lần nào đâu, vì nhìn qua cái này thì vẫn mới tinh này. Của hãng gì này. Nét này. Cà pha cà phê đây thấy cốc hình này. Cà phê đây. Các bác nào mua thì các bác liên hệ nhé. Máy em chỉ biết là bán có vậy thôi. Chào các bác.